Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả pháp như thế vì không chấp trước, nên có thể dẫn phát pháp môn giải thoát không? Cũng có thể dẫn phát pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả pháp như thế không chấp trước, nên có thể dẫn phát năm loại mắt, cũng có thể dẫn phát sáu phép thần thông. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả pháp như thế vì không chấp trước, nên có thể dẫn phát 10 lực Phật, cũng có thể dẫn phát 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả pháp như thế vì không chấp trước, nên có thể dẫn phát pháp không quên mất, cũng có thể dẫn phát tánh luôn luôn xả. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả pháp như thế vì không chấp trước, nên có thể dẫn phát tất cả pháp môn Đà La Ni, cũng có thể dẫn phát tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả pháp như thế vì không chấp trước, nên có thể dẫn phát trí nhất thiết, cũng có thể dẫn phát trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với các pháp có sự chấp trước, cho đây là pháp, pháp này thuộc kia, thì chẳng thể tùy ý dẫn phát an trụ công đức thủ thắng. Lại nữa thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng quán sắc hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, cũng chẳng quán thọ tưởng hành thức, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng quán nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, cũng chẳng quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng quán sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, cũng chẳng quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly.